Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao BC50, Công an thành phố Hà Nội cảnh báo hiện nay, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng tội phạm công nghệ cao ngày một đa dạng và tinh vi hơn. Đòi hỏi người sử dụng Internet và mạng xã hội, đặc biệt là người dùng Facebook, cần phải tăng cường cảnh giác và biết cách tự bảo vệ mình. Theo đó, một trong những thủ đoạn đang nổi lên trong thời gian gần đây chính là việc các đối tượng sử dụng các tài khoản Facebook đã bị hack và đăng các tin đồn thất thiệt, tin tức mang tính chất khiêu dâm, giật gân, gây hoang mang dư luận. Các thông tin thất thiệt được đối tượng đăng dưới dạng thông tin trên trang cá nhân hoặc theo nhóm. Người dùng ngay sau khi click vào đường dẫn sẽ bị lập tức chuyển tới một trang web khác. Việc điều hướng người dùng sẽ giúp cho các đối tượng có được khoản lợi từ số lượt theo dõi cho các trang web, từ đó thu lợi bất chính. Tính trong khoảng trong khoảng 4 tháng đầu năm 2015, thì lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra, triệt phá hơn 10 vụ việc lợi dụng Internet, mạng xã hội Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cũng như kiếm lợi bất chính, ra lệnh bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan.